Chào mọi người nha. Đây là một chiếc bo mạch của một cái lồi cơm. Mình nhận sửa cho một cái bạn tận Nghệ An, bạn gửi cho mình. Bạn ấy đã làm rồi nhưng không tìm ra bao lỗi. Em đo thì thấy điện áp biến áp ra chỉ có 7V thôi. Nha mọi người nha, tức là nguồn ra thấp nhá. Thì video này mình sẽ cho mọi người tham khảo các bước kiểm tra để khoanh vùng tìm lỗi nó như thế nào nhá. Bo lồi cơm sáp, bo này mình sửa nhiều lắm nhưng mà nhìn khá là mới này, chắc là model mới ra. Thì mình nhìn qua này, nhìn qua cái bo này thì thấy biến áp thì bạn ấy đã thay rồi hay sao ấy. Thì điện áp AC 220 ở đây là quận sơ cấp, thì quận thứ cấp nó sẽ tạo ra nguồn AC dư vào khoảng 12V đấy. Nó được chỉnh điều qua 4 con diode này. Thì ta sẽ thu được với dương ở đây và âm ở đây mọi người nhé. Thì sau đó là cái điện áp dương âm ở đây nó rơi vào khoảng 12-14V. Có khi điện áp cao AC vào mà lớn ấy, ta to đo được tận 16V đấy. Thì cái nguồn này nó không còn ổn định nhưng mà nó sẽ cấp cho quận hút của dương le. Và để nó sẽ tạo ra một cái nguồn 5V cho IC vi xử lý này này. Thì nó phải qua một cái mạch hạ áp như một con 7905 ấy. Đây mình sẽ vẽ cho mọi người hiểu được cái mạch hạ áp nó như thế nào. Đây nha, mạch đại khái nó sẽ như thế này này. Đây là cầu diode này, cầu diode này nó sẽ chỉnh lưu ra một cái nguồn mình cứ cho giả sử nó là 14V nhá, là lọc trên con tụ C1. Thì với dương ở đây và GND ở đây thì cái nguồn 14V này ấy, là nó sẽ cấp cho quận hút của con dơ le nhé, bởi vì con dơ le này chạy 12V mà. Thì tiếp theo ấy, thì từ cái năng lượng 14V này ấy, nó sẽ phải hạ ra một cái nguồn 5V để lui vi xử lý ấy. Thì cái nguồn 5V nó chính là cái mạch mình vẽ bao gồm có 1, 2, 3 con linh kiện này, nó chính là một con 7905 đấy. Sở dĩ nó dùng nó như là con 7905 bởi vì ấy, cái nguồn dương 14V hay cái nguồn dương 5V ấy, nó là chung trên một đường mọi người nhá. Cái mạch ba con linh kiện mình vừa bảo ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái GND khác. Chúng ta cứ hiểu cái GND ở đây thì là nó là mát nhiều hơn ở cái đường trên này, thì tương đương với chúng ta sẽ đo được 14V, nhưng nó sẽ tạo ra một cái GND yếu hơn, thì tức là vẫn trên ở chung là dương nhưng mà đo với cái GND ở đây thì chúng ta chỉ đo được 5V thôi. Đó bởi vì nó rơi áp trên con này mà. Mình đã có những cái video về điện tử căn bản, mình đã nói cho mọi người tham khảo hết những cái kiểu này rồi. Thì đây nhá các bạn nhá. Dương 14V này. Dương 14V này nó đi theo cái dây gì này, này các bạn này, nó có cái dây gì này, nó đi theo cái đường này, nó đi theo cái dây gì này nữa. Thì đây chính là dương 5V nhá, dương 5V và dương 14V vẫn là chung, nhưng mà nó chính là đường dương lên 5V lên cho IC vi xử lý mọi người ạ. Tiếp theo này, mát của 5V nhá, là cái mát của vi xử lý là mát này này, đây chứ, nó trên là trên con tụ này, trên con tụ C3 này này, lọc này. Thì chúng ta sẽ ý này, đây là mát này, mát của vi xử lý này, nó sẽ đổ từ E đi sang C để đi về mát của 14V này nhỉ. Đây nó đổ từ E sang C, từ E đi sang C này, và chân B của nó theo thiết kế nó sẽ có một con DZ kim, một con DZ 5,6V kèm theo một con điện trở, mình cũng không rõ điện trở bao nhiêu, tóm lại là con điện trở kim về mát của 14V, mát của 14V tức là kim về chân C này các bạn nhé. Và chân C đây mà, nó từ chân B này, nó ghim sang bên này, đây chính là chân C mà. Theo cái chuẩn nguyên lý của nó như vậy. Tóm lại là với cái hiểu này thì hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nó thiết kế như thế nhá mọi người nhá. Để nó tạo ra một cái nguồn 5V cho vi xử lý ở đây này. Thì bạn ấy đang bảo là nguồn đo tại con C1 này chỉ được 7V thôi, thì mình đang đoán là đang bị chập tải. Thì chập tải thì chập cái gì? Thì bây giờ mình sẽ ghim điện và mình sẽ đo đạt, rồi mình sẽ tách cho chúng ta để chúng ta sẽ biết là chập tải cái gì nhá. Mình sẽ ghim điện và mình sẽ đo thử nhá, xem nó lỗi như thế nào. AC 1 giây này, 1 giây nữa này, ok. Mình sẽ đo thử nguồn trên con C1 này. Và bạn ấy đang bảo là ra được có 7V đấy.
Mình vừa ghim điện rồi nhá, bây giờ mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo này. Đấy, được có 6V này, nhà mình điện nó yếu mà, điện có 201 mà. Như vậy là nguồn như này là không đạt. Thì với mình có nhìn qua thì thấy bạn động rất là nhiều đến khối nguồn rồi, linh kiện khả năng bạn ấy kiểm tra sạch sành sanh rồi. Nên mình cũng không kiểm tra nữa mà mình sẽ khoanh vùng dần dần để mình tìm tại sao nó lại bị chập như thế nhá. Con tụ trên con tụ này đáng lẽ phải được 12 đến 14V nhưng bây giờ đo chỉ được có 6V thôi. Thì mình đã có để qua này, tụ này, diode này, các thứ mọi thứ là bạn ấy kiểm tra, bạn hay xem cái kênh của mình à, bạn kiểm tra hết rồi nhưng mà không tìm ra được. Thì bây giờ mình sẽ như này nhá. Một phát đầu tiên mình đo thông bằng sử dụng cái đồng hồ đo thông mạch để mình tìm lỗi này. Cái đồng hồ này mình đang để thang đo thông mạch nhá. Mình sẽ đo âm dương trên con tụ C3 lọc nguồn 5V ra nhé. Chúng ta để ý này, đây là dương, đây là âm này. Mình thấy nó chập hoàn toàn rồi. Như vậy là nguồn 5V đang bị chập các bạn nhé. Nguồn 5V chập và nguồn dưới này cũng chập luôn. Thì bây giờ để mà tìm được nguồn chập như thế nào thì bây giờ mình sẽ tách dần ra, tách tải dần ra. Thì tách như thế nào thì bây giờ mình, cái tách đầu tiên của mình ấy, là mình sẽ dò theo cái đường dương 5V đi lên cho cái vỉ trên này. Mình sẽ tách vỉ cái đường trên ra thì đây mình sẽ cho chúng ta tham khảo, mình sẽ tách như thế này nhá. Cái đường dương lên cho VCC vi xử lý, cho chân VCC ấy. Thì với dương ở đây này, nó đi qua cái dây di này, nó đi vòng như này nhá. Nó đi qua cái dây di này. Nó đến cái điểm chân số 1, mình sẽ hút hở chân số 1 ra. Và hút hở cái dây di này đi. Để chúng mình sẽ cô lập, không cho cái nguồn VCC đi lên trên vỉ mặt nữa để xem nó chập ở vùng nào. Nếu mình hút như này mà không còn chập nữa mà đo có điện áp ở phía dưới này thì như vậy là chập ở trên vỉ mặt nhé. Đây là cái hướng này là mình cho mọi người khoanh vùng dần để tìm ra lỗi. Chứ thực sự là mình đoán là mình sẽ không sửa được, bởi mình đo thử như thế thì khả năng là có vấn đề. Mình đã hút thở cái dây di của cái đường 5V đó, cái đường VCC cho vi xử lý nhá. Bây giờ mình sẽ đo chúng ta tham khảo xem nó còn bị chập nữa không nhá. Vừa nãy nó chập đấy. Và bây giờ này, nó đã hết chập, mọi người thấy chưa? Hết chập rồi, cả hai cái không chập rồi. Như vậy là chập ở trên vỉ mặt trên rồi nhá. Thì may mắn thì gặp được con tụ 104 trên đường VCC chập thì tốt. Nhưng con này mình đang xoay về vi xử lý lỗi. Mình ghi điện này. Và mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo cái nguồn của nó xem có dâng lên không nhá. Video này sẽ hướng cho mọi người khoanh vùng để có thể tìm ra lỗi. Đấy, nó đã lên được 13V rồi mọi người này. 12,7 nhá, nó đã dâng lên rồi nhá. 12,7 là 12,6 này. Còn cái nguồn 5V ra đây trên con tủ ấy này được 4,42. Trên con tủ này đáng nghe 5V cơ nhưng được 4,42, mình đang đoán là do bạn ấy đang thay linh kiện không chuẩn thôi. Cái mạch này bạn ấy kiểm tra hết rồi mà. Được 4,42 mình đoán luôn này là con DZ này này. Con DZ này zin bản của nó là 5V6, bạn ấy chắc bạn đang thay là con 5V, do đó mà mất 0,5V trên mối nối EC của con chan to này rồi. Do đó mà chúng ta đo chỉ được khoảng 4,5V đấy. Con DZ này này, ZD1 này này mọi người này. Thì như vậy là qua vài bước mình đã cô lập được là lỗi trên vỉ mặt này, thì mình sẽ dò tiếp cho chúng ta tham khảo nhá. Để mình sẽ cô lập và mình sẽ loại trừ dần xem nó chết ở đến con nào nhá. Mình hàn lại cái dây di vừa nãy nhá. Như vậy là ta đã loại trừ vỉ dưới, vỉ chập ở dưới. Thì tiếp theo này nó là lên cái chân số 1 này nhé mọi người nhé. Chân số 1 này nó đi sang đây, nó đi qua cái dây di này này. Nó đi qua dây di này đúng rồi này. Và nó đây, nó có một con tụ C9 là tụ 104 dập nhiễu đấy nhá. Thì nó đi vào đây là vào chân vi xử lý này mọi người này. Thì bây giờ mình thử cô lập cái đường này đi. Cô lập bằng cách mình cắt mạch đi xem nào. Bởi vì cái đường này không biết nó đi đâu nữa này. Đường này đường đi tới cái phân áp ấy thôi. Bây giờ mình sẽ đây chơi cái trò lại đi cho chắc. Để xoay về là vi xử lý lỗi hay không nhá mọi người nhá. Mình sẽ cắt cái đoạn mạch này đi. Ở đây nó còn đi lên trên này nữa cơ mà. Ồ đúng rồi. Mình sẽ tách dần đi. Đấy. Mình đã
nó không cho cái đường VCC đi vào con vi xử lý này nữa nhá, coi như đấy là chân vi xử lý. Nếu chân cắm thì chúng ta có thể hút hở chân VCC được, nhưng con này vi xử lý chân dán mà. Bây giờ mình sẽ đo thử xem nó còn chập đúng không nhá. Các bạn thấy không, nó không chập này. Và ví dụ như đo tại vi xử lý nhá, đâu nhỉ, đây là mát ở đây chứ. Ồ, mình vừa cắt mất mát chứ không phải cắt đấy. Thì như nó không chầm chầm nữa, nhưng mà nếu mà vào đến đây nó chập rồi này. Thì như vậy là đã xác định là vi xử lý lỗi nhá, chập vi xử lý nhá. Bây giờ mình sẽ đo thử xem nó có nguồn lên đến trên này chưa. Lên đến trên này này. Đấy, 4,4V nó đã lên trên này rồi. Nếu mà mình hàn chập này vào ấy là sẽ cấp nguồn cho AC vi xử lý và nó sẽ tụt hết điện áp nhá. Như vậy là sau vài bước mình kết luận là con bo này thì mình không sửa được, bởi vì là không có vi xử lý thay, cụ thể là nó đã chập vi xử lý. Và cái nguyên nhân chập vi xử lý thì mình cũng không rõ là nguyên nhân tại sao. Có thể là do bạn thợ, các bạn ấy hỏng cái mạch hạ áp này thôi. Các bạn làm sai cái vấn đề đấy dẫn tới điện áp ra 5V ra vọt lên đến tầm 9V là vi xử lý chết rồi mọi người nhá. Bởi vì những con vi xử lý này mình thấy nó chỉ thọ được tầm khoảng từ 7V đổ lại, 8V đổ lại thôi, chứ cao đến 9V này là vi xử lý chết chập. Chết chập như này thì không có vi xử lý thay nhá mọi người nhá. Cái video này không sửa được, nhưng mình sẽ vẫn up lên kênh cho mọi người tham khảo để có thể tìm xử lý từng bước một để chúng ta sẽ tìm được ra lỗi. Nếu mà bạn nào mà gặp những cái tình trạng bị như này thì chúng ta cứ khoanh vùng, chúng ta làm từ từ như thế. Thì may mắn thì có thể là cái mạch hạ áp này nó bị chết thì nó cũng được, hoặc là tụ 104 con tụ này chập cũng được thì cũng ok, nhưng riêng con này thì là vi xử lý lỗi rồi nên mình không làm gì được nhá. Chúng ta khoanh vùng như thế. Như cái bạn này, bạn xem kênh của mình nhiều, bạn còn kiểm tra cả ACDS, nó đã có nguồn đâu mà kiểm tra ACDS mọi người. Thôi mình sẽ kết thúc video này đây nhá, mình lại trả lại bạn đây thôi. Chào tạm biệt mọi người.